còn gì đâu khi lắng nghe tình vương. Em test thử những cặp loa. Đầu tiên là những cặp loa 850C. Vậy nhá, hàng bãi xịn, chuyển về cho bác khách quen ở Yên Dũng. Cặp loa phải nói là tuyệt đẹp. Và cùng chiêm ngưỡng độ đẹp sắc nét của hàng bãi bên Ngọc Hoàng Quốc Gia. Em test thử rất là kỹ rồi, nhưng lên sóng để các bác xem, các bác ngắm nhìn những sản phẩm tuyển chọn bên em và thấy chưa? Đấy, em xoay rất là chi tiết, chậm, rất từ từ để các bác chiêm ngưỡng. Các bác khách này đã đến với em một lần rồi, các bác bảo thôi, đối với Ngọc Quang thì bây giờ các bác không phải đến nữa. Các bác ngồi tại nhà, các bác cũng mua được sản phẩm cực kỳ là đẹp. Và bác khách đã chuyển đủ tiền cho em. Cảm ơn bác Vũ Ngọc Đường, bác ở Phú, xã Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang. Bác đã chuyển đủ tiền cho em để lấy cặp loa 850C, hàng bãi xịn. Vâng, sau video này em test cặp loa JD cụm bát 25, loa full kèn. Và cặp loa G, cặp loa G ghi bán cực kỳ là chạy. Nó chất âm của cặp loa G này với out center thì nó vẫn là một. Và giá cực kỳ là êm, giá 5.8 thôi, một cặp loa G rất là hay, hát cao kỳ rất sướng các bạn. Đấy, còn bên trên là cặp 850C, đẹp xuất sắc. Em nhắc lại là một từ là xuất sắc, vì những hàng bãi bên em đã nói đẹp là rất là đẹp. Còn hàng loại thì không tính, bên em là chỉ thích hàng tuyển chọn với số lượng nhiều. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo hai số máy kia. Mong các bác nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất bên em đăng tải. Vâng, em này hôm nay ngày 11 tháng 8 em vẫn chưa trưng bày được sản phẩm lên đây. Em cũng tiện để test, vừa là phô trương vừa quảng bá với các bác, có một không gian để trưng bày giới thiệu sản phẩm rất là đẹp các bác nhá, rất là khang trang. Các bác có nhu cầu đến tham quan thì em ở số 9 đường Lý Thực Kiệt, đối diện trung tâm thương mại của Hiệp Hòa, đối diện nhà thuốc Long Châu lớn nhất các bác nhá, một nhà thuốc tập đoàn của FPT. Đấy, em ở đúng trung tâm của ngã 7 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cảm ơn các bác một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.